gieo nha. Như là theo theo yêu cầu của một số anh em thì Việt sẽ làm mới lại hết tất cả video bị gì á. Thì đôi lúc á, ngày xưa á, thì Việt làm những video như là trị xuất huyết, trị gan thận mũ, trị thú đuôi, hướng dẫn ưng mồm nọc, hướng dẫn cách ăn mồm nọc, thì giống như ngày xưa á, là Việt làm là theo 1 đến 2 năm trước rồi. Ở lúc bây giờ là nó không còn phù hợp nữa nha, nó không còn phù hợp nữa. Và về bà con yêu cầu việc cập nhật lại những cái video đó, thì việc hứa bà con là việc sẽ sản xuất lại những video đó và theo một cái season mới, nghĩa là theo một giống như người ta nói là làm lại mới, và nó sẽ cập nhật thêm nha. Việc sẽ làm một cái season mới, nghĩa là việc cập nhật thêm một làm, nghĩa là việc sẽ cùng một cái video của bạn đó, và việc sẽ thực hiện một video hoàn toàn mới nha. Việc sẽ có những hình ảnh minh họa hướng dẫn cụ thể và cái thuốc theo từng thời điểm luôn nha. Ngày xưa đôi lúc việc sẽ hướng dẫn thì nó sẽ chỉ hướng dẫn điều trị và không không hướng dẫn bệnh, thì bây giờ là việc sẽ hướng dẫn điều trị và việc thị phạm trực tiếp trên mẫu, và việc sẽ cho cái công thức trong video luôn. Thì chắc chắn bà con ha, trong trong thời gian tới kênh Việt sẽ sản xuất ra rất rất chi là nhiều video ha, nên là đôi lúc nó sẽ có trùng lặp. Ngày xưa thì Việt sợ nó sẽ trùng lặp, bà con xem sẽ nhàm chán, nhưng mà nhiều bà con cứ nói hiện tại kênh của Việt còn khoảng trên 600 video đâu, và năm ra bà con khó khó tìm những video cũ vô đó. Bà con khi mà Việt up những video mới, bà con khả năng bà con xem nó sẽ được, bà nghĩ là khả năng bà con xem nó sẽ cao hơn nha. Đó, khả năng bà con sẽ xem được cao hơn, và bà con và trong thời điểm này Việt sẽ cập nhật được những cái thuốc điều trị trong thời điểm này, nó sẽ hiệu quả và nhanh hơn. Do đó bà con nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video của Việt để đón nhận những video kỹ thuật mới của Việt theo một cái phong cách làm video hoàn toàn mới nha, theo một cái cập nhật thuốc hiện tại nha. Bà con nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp Việt nha. Và Việt cũng xin kết thúc.